Đáp án chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, phim Triều Đại Tùy Đường tập 62, Sóc Châu. Câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, phim Triều Đại Tùy Đường tập 63. Hai vị phó soái Hắc Nguyệt Nô và Bạch Nguyệt Kiều thật ra là phu nhân của ai? Cách thức tham gia: bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp tin nhắn, câu trả lời, khoảng trắng họ và tên khán giả, khoảng trắng số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công.